như vậy là mua quá chị ơi, vậy học mua liền, mua liền như vậy thôi. Thế thì vậy, nên là mua liền của chị mua là sẽ phí cao hơn rồi. Ở tuổi này, tuổi này phí rất là rẻ, ha, mà bỏ giờ được 75 tuổi. Ở đây như vậy là còn rất nhiều người ở trong khán phòng chúng ta mua được nhiều, vậy thì 17 hợp đồng sẽ xuất hiện tại công ty Rodeo. Đó à, người thì mua đăng khoa tình tài, người thì mua ăn rập. Rất là hay, tại vì nếu anh chị không cảm nhận được sản phẩm này là tốt là hay, không tự tin được thì sẽ không bao giờ bán cho khách hàng. Tại vì cái gì tôi thấy, cái gì tôi cảm nhận được thì tôi truyền đạt người ta hay hơn. Ví dụ tôi ăn món ăn đó tôi cảm thấy ngon, giống như tôi nghĩ họ tiêu này ăn món bún cò huế rất là ngon, tôi tìm tôi tới à tôi đi ăn món này tôi cảm nhận mà ăn rồi ngon rồi tôi biết tôi giới thiệu cho người ta. Còn nếu mà dắt vô cái quán đó thầy nói nè, em không biết nha, em chưa ăn bao giờ hết, cho nên là không biết ngon dở, ngon thì ngon mà dở chịu, đúng không? Cho nên khi chúng ta nghe thì sản phẩm này Thu đã nói từ học tư tư vấn từ hôm qua giờ mà các anh chị đã cảm nhận được nó rất là tốt rồi, thì nếu chúng ta ít nhiều gì 4 triệu cũng có thể tham gia được hợp đồng bảo hiểm. Chúng ta dành một khoảng thời gian để chúng ta tham số tiền nhỏ thôi tham gia hai sản phẩm này, một trong hai sản phẩm, thì chúng ta sẽ dễ truyền đạt lại khách hàng hơn. Khi khách hàng hỏi ủa chị có đang mua vừa chị kêu tôi mua, tôi chưa mua, người ta nói còn để từ từ tôi mua ha. Cho nên là khi chúng ta mua ít hay nhiều thì đó là tâm lý rồi. Và khi các anh chị ra đại lý các anh chị mua bảo hiểm thì coi như các anh chị chỉ đóng có 70% thôi, còn 30% thì chúng ta đã được hoa hồng rồi. Và từ hoa hồng